Xin chào các bạn đã quay trở lại với S Channel và đây là bản tin gặp nhau cuối ngày thứ 6 ngày 12 tháng 5. Còn ngay bây giờ thì hãy cùng cập nhật những tin tức của ngày hôm nay nhé. Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 thì Á hậu Huyền My ngày càng trở nên xinh đẹp và nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả. Và mới đây thì cô đã chính thức nhận một trọng trách, đó chính là sẽ tham gia một đấu trường nhan sắc quốc tế. Là một trong những gương mặt đẹp được đánh giá cao trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, mới đây thì Huyền My đã chính thức đảm nhận một trọng trách, đó chính là thi tài tại đấu trường nhan sắc Miss Grand International 2017. Và để chuẩn bị cho cuộc thi này thì bên cạnh việc quảng bá hình ảnh của mình một cách rộng rãi hơn tới các khán giả trong và ngoài nước thì Huyền My còn tích cực trau dồi thêm các kỹ năng mềm, vốn ngoại ngữ và đặc biệt là chăm chút cho nhan sắc của mình nữa. Mặc dù tới tháng 10 năm 2017 thì cuộc thi mới chính thức diễn ra, song Huyền My đã lên kế hoạch chuẩn bị cho mình từ khá sớm với ấn tượng tốt trong lòng khán giả cộng thêm lợi thế là sân nhà nữa. Huyền My kỳ vọng sẽ là một trong những gương mặt rạng danh nhan sắc Việt trong cuộc thi của năm nay. Từ tối hôm qua đến giờ thì Facebook đã trở nên màu sắc hơn với nút thả hoa mới xuất hiện và lại thêm một cách thể hiện tình cảm cực kỳ đáng yêu nữa và đã khiến cho rất nhiều bạn trẻ cảm thấy vô cùng thích thú. Nhưng thực chất thì nút thả hoa biết ơn này xuất hiện là để dành cho ngày của mẹ ngày 14 tháng 5 tới đây. Mỗi lần mà Facebook có tính năng nào mới là cả mạng xã hội lại dần dần nháo nhác hết cả lên. Lần này thì là sự xuất hiện của một bông hoa tím xinh đẹp có 8 cánh với tên gọi là biết ơn vào tối ngày hôm qua ngày 11 tháng 5. Rất nhiều bạn trẻ đã dần dần đi thử thả bông khắp mạng xã hội và thậm chí là có những bức ảnh hay là những tin tức còn chẳng liên quan gì nút biết ơn cả, nhưng họ vẫn cứ thi nhau thả hoa vì sự tò mò. Và cũng có rất nhiều bạn trẻ đăng status và kêu gọi mọi người hãy thả hoa cho mình. Thật ra những bông hoa tím trên chính thức gia nhập vào hàng ngũ 5 nút reaction quen thuộc, đó chính là like, love, haha, wow, sad và angry từ tháng 5 năm 2016 nhân ngày của mẹ, nhưng đến nay thì mới thực sự về đến Việt Nam. Vào ngày 14 tháng 5 này, hãy dành những bông hoa tím biết ơn này cho người phụ nữ quan trọng nhất của đời chúng ta các bạn nhé. Gần đây thì câu chuyện về người phụ nữ bị hấp dầu luyên trộn với chất thải khắp sạp thịt lợn và còn bị đe dọa vì dám bán phá giá đã khiến cho rất nhiều người xem cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Mới đây trên mạng xã hội đã xuất hiện đoạn clip đã ghi lại hình ảnh một người phụ nữ bên sạp thịt lợn của mình bị hắt đầy chất thải. Và theo như chia sẻ thì vụ việc này được xảy ra ở khu vực chợ Lương Văn Can, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng vào sáng ngày 11 tháng 5. Theo nội dung của đoạn clip thì do gần đây giá thịt lợn xuống rất thấp, lợn đã đến lúc phải xuất chuồng mà không có người mua nên là gia đình người phụ nữ này đã phải mổ thịt lợn từ quê mang lên chợ bán để nhằm gỡ gạc vốn liếng. Đang bày thịt ra chợ để bán thì bất ngờ có hai người phụ nữ xách theo một xô dầu luyên trộn với chất thải và đổ thẳng lên người cùng chỗ thịt lợn đó. Sau đó thì hai người phụ nữ này bỏ đi. Nguyên nhân được cho là do người phụ nữ này bán giá thịt lợn rẻ hơn giá bình thường, phá giá chợ nên là hai tiểu thương bán thịt lợn khác đã ra tay trừng trị đối thủ để dằn mặt. Chủ sạp thịt lợn này chính là chị Phạm Thị Hòa, sinh năm 1993, và sự việc được xảy ra quá bất ngờ nên chị Hòa chỉ còn biết thẫn thờ tiếc nuối và ngồi nhìn sạp thịt lợn của mình bị trộn chất bẩn. Ngay sau đó thì chị cũng đã trình báo sự việc này cho công an phường. Sự việc ồn ào trên thì đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của các tiểu thương đang buôn bán tại chợ Lương Văn Can. Hầu hết thì mọi người đều tỏ ra vô cùng bức xúc với hành vi tạt chất thải của hai người phụ nữ kia. Được biết là khi đội vệ sinh an toàn thực phẩm đến để kiểm tra thì rất nhiều người dân xung quanh đã đứng ra lên tiếng để bênh vực cho chị Hòa. Đồng thời thì Ủy ban Nhân dân phường cũng chỉ đạo lực lượng công an phường xử lý nghiêm vụ việc này theo đúng quy định của pháp luật. Vì buôn bán ế ẩm nên nhân viên của một đại lý mì ăn liền đã nghĩ ra cách là ném 5.000 tờ rơi từ trên một tòa nhà cao tầng xuống dưới và khiến cho cả bầu trời lúc đó thì tràn ngập trong tờ rơi quảng cáo. Và được biết là ngay sau đó thì nhân viên này đã phải nộp phạt lên tới 50.000 nhân dân tệ vì tội xả rác bừa bãi. Sáng ngày 11 tháng 5 thì trên phía tòa nhà tài chính quốc tế IFC thuộc quận Giang Hán, Vũ Hán, Trung Quốc đã xuất hiện một cơn mưa tờ rơi. Một người nào đó đã cố tình lên tầng thượng của tòa nhà này và giải hơn 5.000 tờ quảng cáo xuống dưới. Ủy ban quản lý quận Giang Hán đã phải triệu tập hơn 10 công nhân vệ sinh và phải mất đến 20 phút đồng hồ mới có thể dọn sạch được những tờ rơi rác thải khắp đường phố này. Được biết là người đàn ông này họ Trần và tự xưng là người của một đại lý thương hiệu mì ăn liền. Do hàng hóa buôn bán quá ế ẩm nên ông đã nghĩ ra cách là ném những tờ rơi này từ trên cao xuống. Ông đã in ra hơn 5.000 tờ rơi và lên tầng 41 của tòa nhà tài chính quốc tế IFC và giải tất cả chúng xuống dưới. Hành vi của ông Trần này thì đã vi phạm vào điều 27 của điều lệ quản lý vệ sinh môi trường và cảnh quan thành phố Vũ Hán nên là anh đã bị phạt đến 50.000 nhân dân tệ. Cảnh sát cũng nói thêm là nếu ông Trần còn lặp lại hành vi tương tự như thế này một lần nữa thì sẽ bị xử phạt hành vi vi phạm luật quản lý an ninh trật tự và sẽ bị tạm giữ hành chính. Đúng là trên đời có rất nhiều điều không thể tin được và tin tức ngay sau đây cũng vậy. Một người đàn ông đã uống nước tiểu của chính mình trong 6 năm chỉ để giảm cân và thoát khỏi căn bệnh hen suyễn mãn tính.
Dave Murphy, 54 tuổi, anh tuyên bố rằng kể từ khi tin tưởng và thực hành theo phương pháp uống nước tiểu từ năm 2011 đến nay, bản thân ông thì đã giảm được 8 stone là gần 51kg và kèm theo là căn bệnh hen suyễn cũng biến mất không còn dấu vết và cơ thể thì luôn tràn đầy năng lượng. Người đàn ông này khẳng định là nước tiểu tinh khiết hơn những gì mà con người vẫn tưởng. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng đây là chất thải nhưng theo Dave thì chúng còn sạch hơn cả nước nữa. Ví dụ như khi nhiễm trùng, nước tiểu sẽ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và tạo ra kháng thể chống lại bệnh, giúp giảm đau và thậm chí là còn chữa được rất nhiều căn bệnh mãn tính như là hen suyễn nữa. Theo đó, vào 6 năm trước thì Dave bị thừa cân, sức khỏe không được đảm bảo và việc uống nước thải của mình ban đầu có vẻ hơi khó khăn với ông, nhưng Dave thậm chí còn phải ướp lạnh rồi pha loãng với nước ép bưởi. Sau này thì Dave mới dám uống trực tiếp và hoàn toàn tin tưởng vào công dụng của loại nước thần thánh này. Và đó là những thông tin nổi bật có trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và đừng quên nhấn subscribe cho S Channel. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon. Xin chào các bạn đã quay trở lại với S Channel và đây là bản tin gặp nhau cuối ngày thứ 6 ngày 12 tháng 5. Còn ngay bây giờ thì hãy cùng cập nhật những tin tức của ngày hôm nay nhé.